Thưa quý vị, khối khí lạnh yếu đi, trong đêm nay cả miền Bắc trời bớt rét nhưng vẫn duy trì trạng thái mây nhiều, lác đác một vài nơi có mưa, tập trung ở khu vực vùng núi. Trong ngày mai, miền Bắc nhiều mây trong buổi sáng và hửng nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt cao nhất ở vùng núi và trung du phổ biến từ 17 đến 19 độ, tại khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai sẽ lại có thêm một sóng lạnh mới tăng cường xuống nước ta, vì thế tình trạng rét ở miền Bắc sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Với miền Trung trong đêm nay, chỉ còn khu vực từ Quảng Bình trở vào tới Quảng Ngãi là còn có mưa ở nhiều nơi, trong đó tại Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi, lượng mưa đêm nay và ngày mai giảm xuống chỉ còn từ 10-30mm. Tuy nhiên, theo dự báo, từ đêm mai trở đi khi có thêm một sóng lạnh mới tăng cường, miền Trung sẽ xuất hiện mưa lớn trở lại. Vì thế, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-4m, hạ lưu các sông từ 1-2m. Khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của một rãnh xích đạo có trục từ 6 đến 8 độ vĩ Bắc, nên trong đêm nay và ngày mai hầu khắp Nam Bộ sẽ có mưa ở nhiều nơi, trong đó khu vực miền Tây là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai tại miền Tây chỉ từ 29 đến 30 độ, ở tại khu vực miền Đông nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 tới 4 mét khiến cho biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét khiến cho biển động.